thằng bạn bảo qua phòng tao chơi và cái chết ngỡ ngàng. Ôi rồi gì đây? Đang nấu gì luôn, đang luộc trứng luôn đấy, mời bạn sang phát luộc trứng để cho bạn ăn luôn. Còn đây là gì? Hình như các bạn nấu cơm nấu cháo gì đó. Ui trời ơi, nhìn cái bếp ga của nó kìa, kinh hoàng. Vâng, ôi trời ơi, đang ăn luôn trên giường luôn nha. Rồi bà làm trên game đã, tính tiếp nha. Tầm nay thì học hành làm gì, chơi game đấy. Ôi trời ơi. Vâng, đây là một phòng trọ của một cậu sinh viên rất là mê game. Có thể thấy là nhìn nó không khác gì cái chiến trường của một cái bãi rác luôn. Những cái bếp ga có thể nói là để cả năm trời không lau. Úi dồi, đồ đạc đấu xong phát là vứt luôn. Úi trời. Đây, không biết là mấy ông mê game có giống như này không? Ông nào đang xem này mà để phòng như thế này không? Các bạn hiện tại đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất và nóng hổi nhất tại Việt Nam.